2 giờ sáng, quán cơm không đồng của người dân ở tổ dân phố Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng vẫn hoạt động. Những hộp cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng luôn sẵn sàng đón các đoàn thiện nguyện đến với vùng lũ Lào Cai. Có thể chỉ là một vài phút nghỉ ngơi, cùng vài món ăn hay cốc nước miễn phí, song đã tiếp thêm năng lượng để hành trình đến với các vùng lũ thêm thuận lợi. Anh Nguyễn Ngọc Tú, thành viên đoàn thiện nguyện đến từ thành phố Đà Nẵng, và chị Lương Thị Thu Cúc đến từ Quảng Trị cho biết. Nhưng mà đến với Bảo Thắng thì sau cái trận lũ thì người Bảo Thắng cũng có xảy ra một số gọi là mất mát. Nhưng mà cuối cùng vẫn trong vòng một thời gian ngắn mà vẫn gồng mình để sống dậy và có thể đồng hành cùng các tổ chức để mà làm nên những cái bữa cơm không đồng, giúp đỡ cho bà con những cái vùng mà ngập lụt nặng hơn. Thì thực sự là quá là trân quý luôn ạ. Thì không nghĩ rằng là nửa đêm hôm mà 1-2 giờ sáng mà đoàn ra đến đây mà vẫn còn có cơm ăn để mà có thể là phục vụ, để có lên một động lực tiếp sức để cho đoàn có thể là vững bước trên con đường thiện nguyện để đem tình yêu thương từ miền Nam và miền Trung ra tới miền Bắc ạ. Nhân của tôi là rất là bất ngờ, bởi vì cứ nghĩ là mình cứ đi thế thôi, rồi là dọc đường thì gặp gì thì ăn lấy, gặp chỗ nào thì nghỉ lấy, bởi vì tinh thần là như vậy. Nhưng ra đây thì bà con Bảo Thắng đã đón tiếp từ xe cổ thông chuyển cho đến nhân nghỉ cũng giống như bữa cơm phía này, là cảm thấy rất là ấm lòng, cảm thấy có động lực để đi tiếp với những con vùng sâu vùng xa hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho đoàn. Rất nhiều những quán cơm, quán nước hay nhà nghỉ không đồng đã được mở cửa ở hầu khắp các địa phương của tỉnh Lào Cai trên cung đường đến với các vùng lũ quét, sạt lở đất. Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp các đoàn thiện nguyện đến với vùng lũ của Lào Cai thuận lợi hơn, mà còn thay lời cảm ơn của người dân địa phương trước những tấm lòng thảo thơm của đồng bào cả nước đã đồng hành, chia sẻ và cùng hỗ trợ tỉnh Lào Cai vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chị Nguyễn Thị Liên, người dân thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, nói. Chúng em ở đây thì nói chung là chỉ có cái chút tấm lòng gọi của ít lòng nhiều, có cốc nước gọi là để miễn phí dành cho các bác tài xế chở hàng cứu trợ đi qua địa phương, là có một chút để hỗ trợ tiếp sức cho các bác đoàn thiện nguyện ở xa về khu vực, về tỉnh nhà để cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt. Tình cảm chân thành của người dân Lào Cai đã khiến thành viên các đoàn thiện nguyện quên đi mệt mỏi và thực sự xúc động. Những giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến tình cảm, sự nhiệt tình của người dân Lào Cai dành cho các đoàn thiện nguyện không chỉ thể hiện tình cảm, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam mà còn hun đúc thêm tinh thần đoàn kết một lòng, là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách.